Hóa ra con cáo sẽ thực sự trả ơn. Cáo bị mắc kẹt trên cây, ông lão trói nó bằng một sợi dây, nó chỉ dám đứng yên. Sau vài giây, nó bắt đầu vùng vẫy và cố gắng thoát khỏi ông lão. Ông lão bảo người bạn đi vòng ra phía sau mình. Nếu trực tiếp kéo cổ cáo nhỏ lên, rất có thể nó sẽ bị thương. Lúc này con cáo nhỏ rất sợ hãi, không biết số phận bị con người bắt được sẽ ra sao. Bây giờ ông lão không dám buông tay. Móng vuốt của cáo rất sắc và thân thể rất linh hoạt. Nếu bị nó vồ vào người thì chắc chắn sẽ không có kết cục đẹp. Khi con cáo bình tĩnh lại một chút, ông lão từ từ cởi sợi dây buộc ở cổ nó. Con cáo nhỏ bỏ chạy không dấu vết, đi thẳng qua sân nhà ông lão. Nó treo qua hàng rào và bỏ chạy. Vốn dĩ tưởng rằng cứ một sinh linh chỉ là lòng tốt và không còn gặp lại nhau nữa, nhưng không ngờ con cáo nhỏ lại quay lại báo đáp ân tình. Hầu như ngày nào nó cũng đến nhà ông lão và ở cùng ông lão cô đơn. Người ta nuôi chó, ông lão nuôi cáo, con cáo nhỏ ăn trứng mỗi ngày. Nó sẽ không vô tình cắn ông ngay cả khi đói nhất. Mỗi sáng đúng 7:30 nó sẽ ngồi xổm trước cửa phòng ông lão. Tôi và bạn gái sửng sốt khi xem con cáo nhỏ làm cái việc tiếp theo. Trong lúc ông lão đi câu cá không ở nhà, con cáo nhỏ đã giúp ông trải ga giường. Thật thiêng liêng. Vừa thấy ông lão tới, nó nhanh chóng trốn mà không lấy một chút công lao nào. Ông lão lại quàng sợi dây vào cổ và muốn tắm rửa sạch sẽ cho nó. Suy cho cùng thì, một con vật làm việc nhất định cũng sẽ đổ rất nhiều mồ hôi. Có một con vật được thuần hóa như vậy, tôi cũng muốn nuôi một con.